Xong anh nói sao? Ok, đây rồi, xin chào anh em. Xin chào anh em. Lên cho ta. Lên rồi mà. Nghe giọng có bị vậy không? Anh mất mẹ giọng. Lên rồi mà. Lên rồi chứ. Đang lát chưa kịp vậy. Lên rồi, lên rồi. Những đèn tí nhạc nền nhẹ nhẹ cũng được. Nhạc sợ. Đây rồi, lên rồi mà. Lên rồi. Hello hello, what's up 100 anh em đang theo dõi trực tiếp. Hôm nay tranh thủ trong lúc Hưng Khúc vẫn đang nằm ngủ phòng bên kia, mình để ké lên để chém gió với anh em một chút. Đâu phải nằm ngủ đâu, mình đang ở CS mà anh. À ở quên mất. Mình là phóng viên Minh Việt Lê và phóng viên Phan Tuấn Anh đang có mặt tại CS, sự kiện CS ở Las Vegas, bang Nevada, nước Mỹ. Và hôm nay nói chung không biết chỗ anh em như nào, nhưng mà ở bên này thì hơi mưa gió, nhưng mà lạnh quá. Khá lạnh. Nói chung là lạnh ốm rồi. Bang Nevada mà tự nhiên lại thấy lạnh như Hà Nội này, lại còn mưa phùn gió bấc. Tự nhiên lại nhớ, thấy nhớ nhà quá anh em ạ. Vừa làm một viên thuốc cảm sủi bọt xong. Nhưng mà nói chung là thời tiết thì không bình yên cho lắm, nhưng mà với ở CS 2019 hôm nay thì riêng về mảng laptop thì khá là bình lặng nhỉ. Không là một ngày khá là bình lặng so với cả là những ngày hôm qua, ngày hôm kia, thì ngày hôm nay là một ngày gọi là khá là bình lặng, chỉ rất là một vài tháng thôi. Cũng không có gì kiểu là bứt phá hay là kiểu mình phải wow hay là ổ lên cả. Nói chung là wow thì tối nay anh em sẽ được wow. Mình bật mí trước rồi, tí nữa mình anh em sẽ chém gió về vấn đề đấy. Ok. Sufay, con này tối nay anh em lên kênh nhá, sẽ có câu trả lời cụ thể từ Hưng Khúc. Mình cũng tranh thủ xài ké tí thôi. Của Việt thì Asus thôi. Đây anh em có thể thấy rõ logo Windows mà. Thì chắc chắn nó đây là con laptop chạy Win rồi. Biết đâu Windows Surface lại chạy Hackintosh. Đúng rồi. Nói chung CS 2019 thì điện thoại nó cũng không có gì nhiều lắm đúng không? Để có khi chuyển vào Scene 2 đi. Scene 2. Ok anh em, chúng ta sẽ sang Scene 2, đã sang Scene 2 rồi đúng không? Miền Bắc lạnh quá họa mi không hot được. Lạnh như lạnh anh em vẫn cứ phải hot đều chứ. Đây Scene 2 của chúng ta đây. Đây là sự kiện của chúng ta ngày hôm nay. Cũng vẫn có rất nhiều tin tức cho anh em, nhưng mà về thực sự thì không có nhiều tin tức về điện thoại cho lắm. Nếu mà chính xác thì cái lúc mà hôm nay anh em vẫn đang ngủ say thì mình cũng có điểm qua một chút. Đó, có mỗi tin điện thoại từ TCL đêm qua. TCL và BlackBerry. TCL thì chắc anh em chủ yếu là biết đến với kiểu là một nhà sản xuất TV rất là hoành tráng, rất là lớn đúng không? Cái kiểu TV ngày xưa, TV giá rẻ là auto TCL này, rồi TCL nó làm nhiều lắm. Đúng rồi. Kiểu công ty đa ngành nghề. Như anh em biết thì TCL đợt vừa rồi là nó đã mua lại cái thương hiệu BlackBerry Mobile và cái tạo luôn một cái thương hiệu điện thoại giá rẻ là Alcatel. Mình không biết đọc như nào cho nó hợp lý. Alcatel. Gọi là Alcatel đi. Alcatel ở Pháp thì cũng vậy, ổn phết. Mà cái dòng Alcatel riêng ở châu Âu là cực kỳ ổn, bán chạy. Đúng rồi. Nhiều người tin dùng nhá. Mà về Việt Nam thì có vẻ cũng không được phát triển lắm đó. Với còn thêm cả cái thương hiệu, nó đang hồi sinh cái thương hiệu Palm Mobile nữa. Palm. Nếu mà Palm anh em dùng điện thoại tiếp xúc điện thoại từ ngày rất là xưa thì chắc chắn sẽ biết Palm. Thời anh em 2000 mấy dùng smartphone tần này nọ. Đúng rồi. Thì thế là cũng tại CS đợt này TCL đã công bố là sẽ nhảy vào cái mảng sản xuất cái điện thoại màn hình gập được. Đấy, đây cũng là một tin khá là hay. Với mình thì mình rất mong chờ là TCL sẽ đưa cái sản phẩm đầu tiên này, là công ty đã thông báo gọi là đã công bố sẽ đưa ra một cái thiết bị màn hình gập, chưa biết nó hay gì, nhưng mà vào năm 2020 cũng là gập đã. Nói chung là gập thì màn hình dẻo khá là hay ho. Đấy, cái việc này cũng khá là an toàn vì hiện tại như đợt trước thì anh em đã thấy là Samsung đã công bố màn hình gập rồi này. Xong có một cái hãng từ Trung Quốc có cái FlickPay. Đây để em để tìm lại trong sự kiện này có. Đấy, nếu mà như ngày xưa là đã có đấy. Để trong sự là thì tại CS 2019 này thì cũng công bố đây sự kiện. Đúng đây, rồi. Cái màn hình gập của Xiaomi đây. Thế tại màn hình gập của Xiaomi này. Xong cái thiết bị gập nữa của cái gọi công ty anh quên không nhớ chính xác tên, FlickPay. Cũng công bố tại CS. Flick Display. Đấy. Nhưng mà qua mấy cái trải nghiệm mình xem thì gọi là nó chỉ được cái gập lại thôi, còn phần mềm cho đến các thứ chưa hề ổn định luôn, cứ gầm phát là bắt đầu xáo trộn hết tất cả các thứ.
Nên việc kiểu TCL và công bố là sang đến tận năm sau mới đưa ra thiết bị là cũng khá là an toàn đúng không? An toàn thôi, vượt phải. Nói chung là chắc là phải đến MWC thì bắt đầu mới nhiều điện thoại. Nói chung với kiểu CS này thì các hãng cũng không dám bung ra ở đây. Hoặc là kiểu để dành sang tháng 2 ra Tết. Họ làm kiểu CS này tập trung vào kiểu là công nghệ 5G này, họ tận dụng ra 5G phát triển nhất. Chứ còn hoặc là những cái công nghệ mà đưa ra như kiểu concept này nọ thôi, rồi còn về sản phẩm thì thường là phải đến MWC đúng rồi, có sản phẩm chính thức về điện thoại tầm tháng 2. Ở mình là ra Tết, nói chung là Tết anh em lại có một sự kiện nữa. Các thông tin nóng hổi từ event đấy. Thì đợt này chính là anh đang rất chờ là Samsung sẽ bùng con S10 trước. Nhưng mà chắc là sẽ chờ sang MWC chứ không để ở sự kiện lần này. Thường thì người ta không ít quan tâm đến điện thoại ở CS yeah. Đúng rồi. Mà giá chẳng rẻ, điện thoại màn hình gập cũng chưa hẳn đâu. Ví dụ như TCL là nó không chỉ là nó làm một cái thiết bị đâu, mà nó sẽ nhảy vào luôn cái mảng sản xuất màn hình. Có nghĩa là nó đang có một cái công ty là anh quên gọi là viết tắt là gì nhỉ, Chinese Display gì đấy, là cùng chuyên cung cấp các tấm nền màn hình cho các hãng điện thoại gì, tức là máy OEM, tính bảng là OEM. Thì nó cũng nằm trong kế hoạch của TCL thông báo là nó sẽ sản xuất màn hình gập và bán lại OEM. Nên giá thành chắc chắn là với cái kiểu từ trước đến nay thì nó sẽ giá sẽ không cao. TCL thì nó về cơ bản là rẻ so với cả những hãng khác như là LG Display hoặc là đấy, kiểu là của Nhật Bản như là Sharp này nọ thì làm khá là đắt. Với lại kiểu với một điểm lạ nữa ở năm nay nhá, CS 2019 thì 5G là kiểu phủ sóng ấy, mặc định kiểu auto 5G. Auto 5G, nhưng mà TCL lại tuyên bố duy nhất là trong năm 2019 không ra một thiết bị nào hỗ trợ 5G. Thì mẹ kiểu kệ bọn mày chạy tao đéo quan tâm, tao đi được chậm. Và cay vãi mình, fan BlackBerry đang chờ một con Kitu mà nó ra phiên bản 5G, cái là kiểu gì mình cũng chờ nó bán ra xong mua Kitu bản thường. Nhưng khó lắm mà đéo có tiền. Nhưng mà nói chung là thấy 5G hy vọng không biết bao giờ Việt Nam phát triển đây, buồn quá. Đúng rồi, có bạn đang cô này Nokia 9 là đầu 2019 là sẽ chuẩn bị ra mắt luôn. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất mà những cái hình ảnh leak từ những gọi leaker uy tín trên thế giới là sẽ có 5 camera kiểu 5 camera. Nhưng mà mình nhìn xấu phải ta. 5 camera đúng không? Ít tập trung ít camera thôi, như Google Pixel ấy. Đúng rồi. Cần gì quá nhiều đâu đúng không? Làm thế nào là làm một cái thôi, nó là một nghề cho chín còn hơn 9 nghề. Anh em vẫn đang thảo luận vụ đội đỏ. AMD thì cứ từ đỏ bị hội đồng chém gió nhiều, còn AMD hôm nay sẽ là khá nhiều thứ về AMD cho anh em. Okay, một còn 101 anh em này. Xem anh em cảm thấy gì kìa. Không thiện cảm với đội đỏ thì anh em từ từ thì mình sẽ nói chuyện. Lúc sáng vừa thấy cái ảnh rất hay anh em, là có cái ảnh chụp khi, video test khi bạn làm khi kiểu bạn đã nếu có thiện cảm rồi thì test hiệu năng của con i7 8700K. Anh em đợi xíu mình sẽ tìm ra cái ảnh đấy. Kiểu một con là 178.4 điểm, một con 178.3, mẹ kiểu bố là fan đội xanh dài cái thanh như này, xong đội đỏ thanh bé xíu này. Em sẽ tìm ra được cái ảnh này, Lâm Ngô, đúng rồi, mình cũng giống Lâm Ngô, mẹ nhìn cái mặt sau con Nokia 9 sợ vãi. Một trong những hội những người sợ dỗ. Đâu nhỉ? Minh Tuấn Đoàn, nên chờ đến năm sau vì biết đâu là kiểu bây giờ mình cũng chưa biết chính xác là cái laptop AMD nó sẽ kiểu như nào ấy. Thì chắc là tầm khoảng tháng 4, tháng 5 này nó sẽ về đến Việt Nam. Thì có lẽ chúng ta sẽ có trải nghiệm thực tế. Tiến không thấy cái ảnh ấy đâu nhỉ? Tiến trên Gear VN hay sao ấy? Có tìm đấy. Alan Quen 51 mà review Hong TV có ấy. Con đấy cũng khá là hay. Cũng hay nhưng mà căng phết đấy anh em ạ. Cũng giá khởi điểm là 2003. Chắc là 2003 chắc chỉ được bản gọi là rẻ nhất, sử dụng i5 hoặc là i3 desktop, chắc là i5, chắc là phải ít nhất là phải i5. Rồi card đồ họa thì cũng là card thay thế được. Nhưng mà cũng có khi chỉ là được dòng GTX thôi. 2003 khá là căng. Anh em nào biết cái chào lưu ấy không nhỉ? Chào bé Lê Văn Đạt. Chịu chả hiểu sao cái hot lên được nhá. M15 nó bao nhiêu vậy anh? Cái gì đấy, Queen mới
Thôi con phơi này là đang tầm bao tiền này, chắc tầm 30 triệu đúng không? Ừ, tầm 30 triệu, à, tầm 30 triệu. i9-7980XE. Chịu đấy, hai con đấy thì anh chịu đấy. i9-98 hơn, 98 hơn bạn ơi. Nói chung là với Intel các đời sau sẽ hơn đời trước. Nói chung là cũng, thực ra thì nó chênh nhau nhiều hay không thì cũng tùy, nhưng mà khi mà ra sản phẩm mới thì giá nó không chênh nhau quá nhiều mà. Nên là cứ mua sản phẩm mới đi. Cái đời dòng HDDT của Intel thì còn chưa có hẹn ngày vỗ mặt anh em đâu, nên là anh em cứ thoải mái mà mua. Các dòng HDDT nó cũng vẫn trâu mà. Thì các bạn Nguyễn Dương này, i5-40 rẻ vậy, 21 củ năm thì giờ mua i5-30 sợ lỗ nhiều không? Nói thật chợ i5-40 về Việt Nam còn mít mùa mới có cái giá anh em quy đổi đấy. Anh em cứ đừng tính đấy mà anh em cái giá đấy anh em ấy. Anh em quên là ở Mỹ cái giá đấy là giá chưa thuế. Anh em phải biết là ở bên Mỹ là có giá thuế và thuế là từng bang, các bang sẽ thuế rất là cao. Nên là nó không rẻ như anh em tưởng tượng đâu. Đúng rồi. Nên anh em hiện tại thì vẫn nên đang có ý định mua thì cứ quất i5-30 đi, không sợ đâu. Thậm chí những iPhone iFix anh em nhìn ra đấy nó chưa là giá trước thuế. Việt Nam có iPhone ở Mỹ không thơm như Việt Nam đâu. BNV13 còn nên mua không mà anh, quan trọng là nhu cầu bạn như nào chứ còn bây giờ nên hay không mua thì thì cũng là khó nói lắm. Đúng không ạ? Chúng con xem group thì view hôm nay có gì không? Ngủ ngon thế. Ngày sao mày lại về đây rồi à? Sao tôi live stream hôm nay mà sao lại lên chỗ tôi? Mẹ ngủ dậy sớm đấy. Đi ra. Mẹ đang nói phần điện thoại. Điện thoại CS điện thoại chả là cái gì đâu. Laptop mới là quan trọng. Hôm nay laptop là lên ngôi. Chào anh em nhá. Trả lại cho thằng này. Thằng này nó ngủ dậy lăng nhằng. Nói nhiều quá. Cái thằng cục xúc. Mới ngủ được tí. Tại gì? Yêu kém sang. Ok đấy. Kém sang nhất team mà lúc nào cũng nghĩ mình là người sang thì khổ thế. Ô thế đã live stream rồi à? Live lâu rồi. Thế thì bàn luận về laptop thôi. Kém sang. Từ nãy giờ nói cái gì rồi? Nói nhiều. Nhưng mà laptop hôm nay thì cũng không có gì đặc sắc lắm. Đây, laptop hôm nay nó cũng là một ngày khá là bình yên của laptop nhỉ. Cũng đặc sắc hay không thì nó còn tùy thuộc vào cái cảm nhận của mỗi người. Mày ít chơi game đúng không? Nhưng mà tao chơi game rất là nhiều. Thì nó có rất là nhiều hay ở đây, từ sáng rồi bao nhiêu cái hay là gì nữa. Đây, nói chung là cũng cơ bản là cũng có, nó không bùng nổ hôm qua, tết này vẫn có những cái hay. Nhưng mà nói chung là thôi, nhân một ngày mà không có gì quá bùng nổ thì điểm lại xem từ hôm qua đến hôm nay các hãng làm được những cái trò gì, okay. Xem hãng nào là hãng thành công, hãng nào là hãng thất bại nhỉ. Hôm nay sáng nay thì có thêm Dell còn gia nhập vào làng laptop thì công bố liên tục những sản phẩm mới, 3 sản phẩm liên tục. Thì có lẽ mình sẽ điểm về Dell trước. Đầu tiên là sẽ có Dell G7, mà một cái anh em còn quan tâm hết là Dell G7 series mới, thiết kế mới này, giống Alienware ngày xưa 17R5, 17R4 giống nhở. Ừ, thấy cái kiểu hù hù. Gọi là Dell là một hãng gọi là sản xuất ra cái gì thì Dell rất là cố gắng níu giữ cái thiết kế đấy đấy, và kiểu không gọi là thay đổi quá nhiều như là Asus. Ví dụ Dell thiết kế cái gì là ăn luôn ở cái đấy. Ví dụ như là vòng dòng Alienware rất là nhiều người thích đúng không? Tưởng là bỏ đi hẳn rồi, nhưng mà đây con G7 này nó vẫn có một cái chất gì đấy của Alienware. Cùng kết nối đưa với Solid này. Đuôi các thứ này đấy. Nói chung là bám vào cái thiết kế nó rất là lâu, ví dụ như dòng XPS chẳng hạn. Thì thế ra thì nó tận dụng được cái thương hiệu, nó tạo được nên cái niềm tin về người dùng. Chính xác, người ta nhìn sẽ ta bật ngay vào mắt là đây là sản phẩm của Dell. Sản phẩm của Dell sẽ thiết kế như này. Chứ còn với những hãng mà thì tất nhiên hiểu là mà thay đổi nhiều ấy thì người dùng được lợi, là người dùng sau sẽ được hơn sản phẩm trước. Nhưng mà quan trọng là khi mà người ta mua thì người ta không cảm thấy được cái sự truyền tải về cái sự thông điệp mà kéo dài như thế. Đấy là cách truyền thông rất là tốt của Dell. Bây giờ ví dụ ở phân khúc văn phòng chẳng hạn, Dell gọi là gần như nắm bắt toàn bộ những cái phân khúc công ty đến công ty doanh nghiệp các thứ. Cái Latitude này hôm trước là Latitude. Laptop Dell. Này Latitude hôm trước vẫn thiết kế rất là công nghiệp. Không đâu cần quá nhiều nhưng mà vẫn là rất là trông nó cũng không khác gì so với mặt bằng chung ấy. Tức là cũng có những điểm cải tiến như là kiểu bốn viên mỏng này nọ này, rồi cổng mặt cổng kết nối này, rồi 2 trong 1. Nhưng mà nói chung là chắc chắn là cái dòng này vẫn bán tốt. Chính xác, chắc chắn vẫn bán tốt tại vì nó kiểu có một cái niềm tin về sản phẩm. Tao thích một chỗ ở laptop Dell, đó chính là thiết kế ra một cái gì đó nó phải ăn. Ví dụ tôi không cần thay đổi, tôi không cần phải ra, tôi có một rồi tôi không phải ra 2, ra 3. Nhưng mà tôi đã ra một là cái một đó phải tiếp cận được với người dùng. Cái đấy là cái rất là hay. Ít phải xử phạt.
Đúng rồi, ít phải sửa vặt, có sửa thì sửa gọi là những cái gì cái thay đổi, chứ còn những cái điểm nhỏ còn là gần như ít là sửa lắm. Đây ví dụ như anh em thấy con G7 này nhá, tức là giá của nó không phải rẻ. Đây khởi điểm là 1099 đô. 1099 đô cho phiên bản chắc là i5 với cả là một con không thường. Mình thấy anh em quy đổi ra là 24-25 triệu, nhưng mà con này về Việt Nam 27 không, trên 30 không, tôi nghĩ là 27 thôi, tại vì khó nữa mà. 27 chắc. Nhớ, 27 bản một không nhớ con G7 i. Nhớ con G7 lúc cái bản thấp nhất lúc mới về Việt Nam đã trên 30 rồi. Còn năm nay đeo định giá như nào thì chúng ta hoàn toàn không biết. Không biết là cơ cấu đeo sắp xếp cơ cấu bộ máy như nào để cho người dùng có mức giá tối ưu nhất thì cái đấy thì chúng ta không biết. Nhưng mà G7 năm ngoái phiên bản thấp nhất của nó đã trên 30 rồi, thì không biết năm nay giá bao nhiêu. À nhưng mà cái năm nay nhá, năm nay dòng G3, dòng G-Series ấy, có một cái điểm mà tao thấy chắc chắn là sẽ giá rất là ảo. Đó chính là cái màn hình. Mày thấy không, mọi năm là tức là cái dòng màn hình của đeo bị cái là tất nhiên máy vẫn là rất tốt, cấu hình tốt này, thiết kế khá là ổn này, rồi chất liệu build này quá là tốt rồi đúng không, gần như rất là ít điểm để chê, mà trừ cái dòng màn hình cực kỳ không được ưng cho lắm như G7 với cả là 7577 ngày xưa, chỉ có dòng màn hình 4K, tức là option 4K thì đến 40 triệu cho một con máy laptop gaming mà phân khúc tầm trung thì mới có màn hình 100% sRGB. Nhưng mà bây giờ năm nay đây, Dell đã có option mới là option Full HD IPS 300 nit và 60Hz. Tức là có hai option nha, một option là 220 nit là dùng option chắc là ngày giống hết ngày xưa. Còn option thứ hai là option 300 nit sẽ là option mới hơn và khoảng chắc chắn sẽ 100% sRGB. Này cực kỳ. Và cái tao thích nhất đó chính là cái option OLED á. OLED kìa. Đấy, OLED quá chất luôn. Thực sự thề với cả anh em nhá, hôm qua mình được trải nghiệm một con laptop 13 inch mạnh nhất thế giới, đó chính là con Alienware 13R3. Và con này là con cuối cùng rồi, cái con laptop 13 inch cuối cùng rồi. Và nó sử dụng màn hình OLED anh em ạ. Sự trải nghiệm của nó quá phê. Thế là mình vừa thu xong, mình bảo là ước gì mà trên thế giới này có một chiếc laptop 15 inch cũng sử dụng tấm nền OLED như này. Nhưng mà sáng nay có luôn thông tin về Dell G7 sử dụng màn hình OLED luôn. Hóa chất. Điên, nói đến 13R3 tao lại nghĩ là khi mà Dell G7 năm nay ấy, được định hướng là bắt đầu dần dần thay thế những cái kích thước, những cái thiết kế của Alienware 15R4 với cả 17R5 thì biết đâu lại có G7 13 inch nhỉ? Cũng có thể. Tao thích 17R3 inch. Nhưng mà nói gì nói, giá của cái bản OLED này chắc chắn là sẽ không dễ thưởng chút nào. OLED, nhưng mà với cái bản OLED này chắc chắn nó sẽ định hướng định lên một cái dòng thương hiệu hoàn toàn khác, tức là một phân khúc hoàn toàn khác so với cả những đối thủ của hãng của G7 đúng không? Vốn dĩ bản G7 này nó sẽ, nếu mà về Việt Nam nhá, ở trên thế giới có thể nó phụ thuộc phân khúc giá rẻ, nhưng mà về Việt Nam thì con này cũng tương đối cận cao cấp rồi đấy. Nó dễ ở phân khúc tầm trung cho đến cận cao cấp rồi. Tại vì còn là về cơ bản thì hãng cũng tự tin là cái chất lượng build của G7 so với các đối thủ là ở được mức cận cao cấp. Nhưng mà đó chính là những cái điểm mạnh đúng không? Cái điểm mạnh. Còn để ý một cái gì không? Đấy nhá, bàn phím. Bàn phím tắc bác cũng vậy. Vẫn không cải tiến. Đấy, đeo rất là bám vào những cái gì mà hãng cho là nó là tốt rồi, nó đúng rồi và không chịu thay đổi. Và cái bàn phím này thì bàn phím của Experience thì gõ không thích lắm. Chưa biết chất lượng nào nhưng mà nhìn có vẻ là giống bàn phím cũ. Hơi touchpad, tao không thích touchpad lắm. Touchpad cái chất lượng touchpad thì bình thường thì phải khen Asus. Asus là khá là đầu tư vào touchpad từ dòng thấp đến dòng cao. Cả cái những con máy trên 20 triệu thôi mà touchpad của nó như cái con cao cấp. Asus mà dòng S5 bao nhiêu ấy. S đấy dòng đến mười mấy triệu mà đang nói gaming. Đang nói gaming. Mình T-Web ấy. T-Web touchpad cũng tốt mà. Đấy, thấy hấp dẫn chưa? Nó năm nay còn G7 cũng có viền tương đối mỏng á. Còn không biết là giá rẻ của Dell, không biết là Dell có những chiếc máy không, khoảng không tầm không biết có G3 không nhỉ? 22 hay là 23 triệu hay chắc không? Chắc là phải đợi G3. Chắc là phải đợi những con như thế. Còn những con G7 này gọi là công bố ra để tạo sức hút truyền thông thôi. Đấy, anh em hôm qua mấy anh em trong group thành viên friend cũng bảo ôi tiếc thế. Alienware bỏ thiết kế đuôi. Đuôi bùm phát có luôn, anh em thích có, thích là chiều. À, mà cái hay của con G7 này ở một chỗ đó chính là cái bản lề của nó. Bản lề mới. Con này sử dụng bản lề chính giữa thì bình thường cái điểm yếu của bản lề chính giữa là nó có hai cái khe ở hai bên. Đó, hai khe ở bên hơi nhìn nó không cân đối lắm nhưng mà với thiết kế này Dell đã che đi ở cái khe ở hai bên luôn. Đấy. Thế nên nhìn cái bản lề nó tròn tròn xong nó vát dần xuống này. Bản lề này có vẻ trông có vẻ khá là chắc mà. Chắc chắn là chất lượng build của con này thì Dell phải, thì chất lượng build thì ít khi phải nói đến. Phải đoán đến 80-85% là chất lượng build của này thuộc dạng ổn. Rất là ổn rồi. Có trang thêm là cái tản nhiệt đi nhỉ? Yeah.
Thế nên anh em đừng kỳ vọng giá con này rẻ nhá. Con này chắc chắn sẽ trên 30. Nói chút về tản nhiệt đi nhỉ. Ờ. Tại vì là con này là bây giờ cấu hình cũng khá là cao, i9 rồi, Rotic 2080. Thì như anh em thấy là cái ảnh thumbnail để đây, tản nhiệt hệ thống cũng không có nhiều thay đổi, vẫn là 3 ống đồng với cả 2 quạt. Tức là giống với cả Alienware. Giống với Alienware 17 rồi 5, 17 rồi 5 với cả 15 rồi 4. Chắc chắn sẽ phải tra lại keo. Nếu mà anh em... Tất nhiên là chắc là phải tra lại keo. Nếu mà anh em muốn mát chắc chắn sẽ phải tra lại keo. Không biết có can thiệp gì thêm không chứ như này thì hãng hơi tự tin quá. Không biết là kiểu có chất gì ở trong cái bộ phận tản nhiệt. Chất thì chắc là không, mà cách tối ưu hoạt động của máy. Đôi khi là phần mềm tối ưu, quan trọng là như tí nữa sẽ có một cái laptop mà rất là nóng, về lý thuyết là sẽ rất là nóng, cực kỳ nóng, nhưng mà sẽ có cái phần mềm nào đó cực kỳ hay để tối ưu được cái hoạt động của laptop đấy. Thì tí nữa mình sẽ nói đến. Đeo từ trước nay toàn dùng quạt 5V, được cái là chơi game rất là yên tĩnh, nó không bị ổn như những ổn khó chịu ấy. Quạt 12V giống bên Asus, ví dụ con Zephyrus có quạt 12V này, bật 12V thì anh em nó rất là mát, nhưng mà nó khá đau đầu. Nhưng về cơ bản thì đeo thì cũng là ổn. Bây giờ thì bắt đầu chuyển sang dòng tiếp theo của đeo đi. Ok. Tức là XPS là sản phẩm thứ hai. Có hệ Alienware trước nhỉ? Xin chào anh em Cốc Cốc. Vừa chào anh em Thiên Thiệu. Đúng rồi, Gia Đình Gamer Ray Tracing nó làm đồ họa trở nên thật hơn. Thật hơn nhiều. Mặc thôi có lẽ đang tiếp nối gaming thì cứ làm gaming tiếp. Tiếp đi. Alienware 51M. Anh lát em nữa có thông tin PC nhá. Anh em gọi đây là một chiếc G7 phiên bản béo hơn, tròn hơn. Chính xác, G7. Thực ra thì ý kiến mày về thiết kế của con này nào? Chỉ là quan điểm nhá. Anh em trả lời ở dưới cho tôi là anh em thấy thiết kế của con A51, Aria A51. Aria 51M này nó như nào? Thưa đấy, anh em thấy đẹp hay xấu? Anh em thấy cân đối hay là không cân đối? Thấy đối xứng hay là mất đối xứng? Tao thấy cũng được, tao có cũng không phải là quá ấy, nhưng mà vẫn có chất mà. Ừ. Tất nhiên vẫn có chất của nó. Có người rất là thích thiết cái này nhưng mà tao thì tao thấy nó không cân đối lắm. Thì dòng bebon nó hơi khó tiếp cận với một tí. Kiểu kể ra nó mà đó làm tròn tròn hết rồi, làm tròn đuôi các thứ rồi thì tất cả những cái thứ khác nó lên làm tròn. Thì nói chung là nó khá là giống G7. Đây là giống G7 nhỉ. Cái đuôi của nó tròn tròn này. Xong rồi ra cái góc này hơi vuốt vuốt. Vuông góc một phát ở đây. Tản nhiệt con này có gì đặc biệt không? Nó có rất là nhiều ống đồng. Tản nhiệt nhiều ống đồng lắm. Đây. Đây quạt. Anh em xem. Nhìn trông lượng tản nhiệt và quạt thì cực kỳ to. Quạt siêu to luôn. Đây, có một cái ảnh mà đeo sâu ra toàn bộ hệ thống linh kiện, nhìn quả chất lượng thật. Hôm qua có anh em bảo là con này có overclock được không? Thì con này là hàng bebon. Thì sử dụng CPU nào là tùy thuộc vào anh em thôi. 9900K nói chung là mình nghĩ là hệ thống của nó thì tải được 9900K, nhưng mà để OC thì anh em không nên. OC thì anh em nên cải thiện một vài phương pháp ở ngoài. Mà có khi dùng liquid metal vẫn khó, rất là khó để OC những cái con CPU kinh khủng như thế này. Nhưng mà nhìn này, cái vỏ nắp lưng của con A51 này là hoàn toàn là một miếng kim loại dày đặc này. Thực sự là chất nhỉ. Thì bây giờ nó nóng như này nó phải có một cái lớp kim loại chắn hay không nó sẽ rất là bị ảnh hưởng với cả những cái bộ phận khác. Nói chung là con này cũng được thêm một cái nữa là hãng công bố là con này có thể thay toàn bộ linh kiện luôn. Từ A đến Z không một chỗ nào không thay được. CPU thay được, GPU thay được. GPU là đây này, có cái mảng đây chính là đây GPU chính là cái này. Cái phần này GPU đây, thay được hoàn toàn luôn GPU. Nó vẫn là GPU desktop bình thường và nhưng mà đeo đã tùy biến nó thành một cái dạng module để thay được dạng mới XM. Còn RAM, SSD tất cả mọi thứ thay được hết. Đúng là con này hỏng không phải lo. Có anh em hỏi là không biết TeamView có mua con này về không thì câu trả lời của mình là khả năng cao là có. Thực ra giá của nó 2.500, nhưng mà đấy là bản option thấp nhất. Có chăng là mua bản thấp nhất rồi đi mua chip ngoài về lắp. Có bạn Percy Minh bao giờ đeo áp dụng tản nhiệt buồng hơi cho Alienware nhỉ? Không. Không biết. Chả việc gì mà áp dụng Alienware, tại vì đây nó vẫn có khả năng để làm thật nhiều ống đồng và thật nhiều quạt thì làm vapor chamber thường chắc chắn nó sẽ đắt hơn. Áp dụng cho những cái máy mỏng nhẹ đúng không? Khi mà bây giờ có nhiều diện tích thì cần thì phải làm như vậy đúng không? Nó thì cũng không ấy lắm. Bây giờ đeo nó chấp nhận hy sinh kích thước tổng thể rồi thì nó sẽ sử dụng càng nhiều ống đồng thôi. Còn trừ khi nó chủ đích của nó là muốn mỏng nhẹ thôi thì nó mới phải cần áp dụng cái đấy. Chứ còn laptop của đeo thì bây giờ vẫn còn khá dày so với mặt bằng chung. Đặc biệt lấy lần quay còn khá là dày.
Nhưng nói chung là con Bevol này khá là hay ho đây. Ừ. Một trong những đây Dell khẳng định đây là con laptop mạnh nhất trên thị trường hiện nay. Chính xác. Chỉ nhiều không ca. Và được tối ưu rất là tốt. Ừ. Cũng khá là hay, khá là lý thú khi được người. Có một cái điểm khá buồn là cái điểm bàn phím Hapsixer này của Alienware bây giờ chỉ còn được giữ nguyên trên dòng A51 này thôi. Ừ. Dòng Alienware kia thì không còn bàn phím Hapsixer này nữa. Ừ. Cái kiểu bàn phím đấy hồi xưa em xưa giống trên mấy con Latitude cũ và mấy con Precision cũ, hoặc là Precision đời 17 thì vẫn còn. Cái đuôi của nó gắn liền hay tháo ra thì anh Lightning Gamer. Đây. Đây không phải là cái đây chỉ là một cái vỏ thôi chứ còn anh em xem cái phần tản nhiệt nó vẫn tận đây cơ mà. Ừ. Còn lề nó sẽ nằm ở khoảng này. Tất nhiên là khi bán máy thì nó là liền rồi. Còn đây là kiểu cái bản thiết kế người ta tách riêng ra cho, đẹp thôi. Chứ còn nó vẫn đây này, nó có này nó vẫn máy nó chỉ đến đây, còn toàn phần này là phần lá đồng để hít sinh để đẩy nhiệt ra ngoài. Ừ. Không biết là những ai sẽ mua những con laptop như này. Chắc rồi vẫn sẽ có người nhưng mà khá là hiếm và khó là khó bán. Về chắc là rất ít. Thực ra 2.500 bằng con laptop nào nhỉ? Bằng thực ra nó cũng chỉ bằng Razer Blade 2018 thôi mà. Ừ, bằng Razer Blade 2018. Bản Mac Option. Nhưng mà Razer Blade 2018 thì Mac Option chắc chắn là sẽ cao hơn con này. Con này thì thiết kế đắt mà. Ờ. Ok, đến okay. Con xem đi. 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 Ờ. Phẩm cuối cùng. Trời ơi, đẹp. Thề luôn mình vừa thích cái dòng XPS mà mình vừa ghét cái dòng XPS. Thích ở một chỗ là nó thiết kế gọi là đi trước tương lai. Nó thiết kế từ bao nhiêu năm trước rồi nhưng mà đến thời điểm hiện tại nó vẫn rất là kiểu còn chỗ đứng trên thị trường. Còn ghét ở một chỗ là không chịu thay đổi. Nó XPS tao cảm giác là một cái gì đó rất là hoàn thiện ý. Nó gần như rất ít điểm để chê. Từ bản phím này nọ rồi đến touchpad của nó chất liệu còn quá mê rồi. Đấy nhưng có một điểm. Nhưng mà nói chung là ở năm trước thì là 3 năm không thay đổi đúng không? Từ XPS năm 2015 đến giờ 3 năm không thay đổi. Touchpad vẫn còn hơi nhỏ. Thì năm nay đây camera cũng bị chê là góc xấu. Thì đây năm nay camera đã đặt góc trên. Touchpad cũng đã là rộng hơn này. Một phát gần như hết toàn bộ phần kia tay rồi còn gì. Đi theo xu thế thị trường là touchpad càng ngày càng to. Bây giờ phải công nhận một điều là đội ngũ thiết kế của Dell rất là tốt. Kiểu thiết kế ra cái gì là ăn ngay. Theo người ta theo Dell bảo là mất đến 2 năm để biến cái cụm camera này từ bình thường về thành một cụm 2mm như này. Nhưng mà tất nhiên là sẽ mất đi cái cảm biến khuôn mặt. Mà thực sự thì tao không thích cảm biến khuôn mặt lắm. Cái hồi dùng 9370, hồi đầu tiên dùng 9370, cái hồi ngay sau khi CS 2018, 9370 về Việt Nam thì mình trải nghiệm thì cảm biến khuôn mặt nó khá là chậm. Mình vẫn thích vân tay hơn. Mà đôi khi trong buổi tối dùng máy, dùng laptop là làm việc buổi tối, buổi đêm khi tắt đèn để mọi người đi nghỉ thì dùng khuôn mặt nó rất là khó. Chính xác. Mà cái cảm biến vân tay hồi xưa thì bây giờ thì nhanh rồi mà. Mà cái webcam, webcam hồi xưa thì toàn chọc lên mũi, bây giờ được cho lên trên. Nói chung là thiết kế nó cũng chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng mà thay đổi rất là ít. Nó chỉ gọi là nhét cái webcam ở dưới cho lên trên thôi. Còn đâu là mọi thứ to ra vẫn gần như sống. Mà thêm được cái màu trắng. Màu trắng tinh khôi. Màu trắng full thì... trắng. À full trắng. Ngày xưa sẽ là có hai màu là ghi đen này và vàng hồng. Thì bây giờ có thêm một màu là trắng toàn bộ. Ngày xưa cái màu vàng hồng thì sẽ là mặt ngoài và vàng hồng, mặt trong là trắng. Thì tao không thích màu đấy lắm, tại vì tao không thích màu vàng hồng. Okay. Mấy cái màu rose gold, thì gold hay là gold thì mình không thích. Mình thích một là trắng hẳn, hai là đen hẳn. Thì đây, cũng cái màu trắng hẳn này rồi. Thôi nói chung là nhờ Dell ra mắt con này, thế nên thời điểm hiện tại là thời điểm rất thích hợp để anh em mua Dell XPS cũ. Bởi vì cái dòng Dell nó bền. Anh em mua hàng cũ thì nó vẫn mới. 9343 giờ dùng vẫn còn ngon. Ấy giống bạn Trần Thanh Sang bảo này. Cao Chí Mai Razer ai biết ở Việt Nam ai nhận order hàng. Thực ra mình chả biết sao con đấy rất là hiếm người nhận order về bán. Không biết là có vấn đề gì về không. Tao thấy là Razer mà khoản order về nhưng mà cái đoạn mà hậu mãi khá là khó khăn. Chính xác. Hậu mãi rất là mệt. Mà kiểu riêng cục sạc của Razer, anh em mà làm hỏng cục sạc Razer là tiền triệu luôn đấy. Ví dụ sạc của Asus anh em hỏng có thể mất 500, nhưng mà sạc của Razer 5 triệu. Các bản Razer nó vẫn là một, tự đặt mình là một cái hãng gì đó thực sự cao cấp. Như kiểu hãng Razer nghĩ là kiểu mình là Apple trong làng gaming ấy. Cũng có game Razer, cũng có những đồ rất là tốt, nhưng mà cũng có những thứ rất là hút máu. Bạn Lê Khanh hỏi nè, hai anh ơi cho em hỏi là ra mắt Ryzen 3000 series chưa? Tối nay anh em nhá.
Còn tối nay thì mới có buổi live stream về sự kiện Ryzen. Thì chúng mình sẽ ngồi xem cái sự kiện đó xem có những cái gì hay ho không. Thì mai sẽ tổng hợp lại cho anh em. Tạo một cái buổi xem chung trong group, thing view. Restream vào trong group ấy, anh em vẫn có thể comment và thoải mái mà. Hay đấy. Hết đeo này đến thôi mà khi đến đêm nay mới là AMD mới gọi là thực sự bùng bắn súng bắn trả lại này. Đây bây giờ cái hãng laptop mà tiếp theo mình muốn nói đến đây là cái hãng laptop cũng không thay đổi gì nhiều, nhưng mà chỉ tưởng rằng là không thay đổi gì nhiều, tưởng là chỉ nhét thêm cấu hình, chỉ nhét thêm cho đủ, nào là i9 này, nào là RTX 2080 và một cái thân hình thật sự mỏng dính như thế này. Nhưng mà cái điểm của cái laptop này vẫn có một điểm là người ta cực kỳ gọi là bất ngờ và cực kỳ hứng thú, đúng không? Đó chính là chiếc Aorus Gigabyte Aero 15. Chiếc laptop được Gigabyte giới thiệu là sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo ảo của Microsoft Azure gì đấy để tùy chỉnh xem nhiệt độ của máy hoạt động như thế nào. Bây giờ ví dụ anh em chơi game thì anh em cần sử dụng GPU nhiều hơn, thì con AI bên trong máy này này nó sẽ tăng cái điện năng tiêu thụ của GPU lên. Còn nếu mà anh em làm đồ họa, anh em cần sử dụng CPU nhiều hơn thì con AI này nó lại điều chỉnh làm sao cái điện năng tiêu thụ nó dồn vào CPU nhiều hơn. Đấy, nó sẽ cân bằng những cái tác vụ của anh em và nó sẽ học hỏi điều như thế. Đấy là ý tưởng của con AI này, của con laptop này, chứ còn về thực tế hay sao thì còn chưa biết được, phải cần những bài review. Nói chung là sâu hơn thì tao thấy bảo là con này nó sẽ dựa vào ba nguồn dữ liệu. Thứ nhất là nguồn sử dụng chính của mình. Cái thứ hai là nguồn test từ lab của Gigabyte. Và cái thứ ba là con chữ dữ liệu AI của máy chủ Microsoft. Nó ba tổng hợp ba cái nguồn này lại, nó sẽ tìm hiểu ra thói quen sử dụng của người dùng như thế nào. Và tùy từng game, ví dụ như có những game như game CSGO chỉ cần dùng một nhân thì nó chỉ dồn năng lượng vào một nhân, những nhân kia cho nghỉ và sung tăng lên một nhân, thì những nhân kia không hoàn vị, nó lại đỡ nóng hơn. Tùy cũng như GPU, có những game ăn GPU nhiều, có những game ăn CPU nhiều thì nó sẽ tùy đó mà tính toán xem là, hoặc có thậm chí có những game ấy nó sẽ ăn được đến xem là đến mức xung nhịp bao nhiêu thì là FPS sẽ là ổn định nhất và tối ưu nhất. Đấy, rồi bắt đầu nó tính toán nó khá là nhiều thứ để hay ho để mà nói về con này. Thực ra cái ý tưởng này nó rất là hay. Thực sự là cái ý tưởng này nó rất là hay. Tại vì bình thường bây giờ nhá, các hãng bây giờ lại chơi cái trò như này là fix cứng luôn. Bây giờ cho một con laptop chơi game fix cứng luôn là xung nhịp của CPU, điện năng tiêu thụ của CPU là ở mức này thôi, nó ở mức tối đa như này 45, nhưng mà các hãng chỉ cho 25 hoặc là 35 thôi. Còn GPU vẫn đẩy lên là các fix cứng luôn, hay là laptop kiểu làm đồ họa thế thì đẩy CPU lên, CPU cao lên, lại còn fix cứng lại giảm GPU xuống. Nhưng mà về ý tưởng của con laptop này là kiểu cho nó thay đổi, uyển chuyển dựa theo những cái tác vụ, về mặt ý tưởng rất là hay. Nói chung là nếu mà bình thường thì anh em vẫn có thể làm thủ công như thế này được, chỉ là mất công vãi thôi. Bây giờ chơi 10 game rồi bắt đầu đi test từng game một để xem là nó như thế nào thì có phải là mất công quá đà không? Đây trong khi đây là cứ mỗi 10 giây nó sẽ gửi dữ liệu về máy chủ một lần để tính toán xong một thời gian thì nó sẽ có kết quả như thế này. Mà hay một cái nữa nhá, là Gigabyte áp dụng cả công nghệ này lên những dòng máy cũ. Wow, được. Không chỉ mua máy 2019 là có, mà Aero 2018, 2017 đều có hết. Có phải là quá tuyệt không? Thực sự không hiểu tại sao có một con máy như thế này mà không về Việt Nam. Nhưng mà tiếc nhỉ? Đấy, lại nói một câu nữa là đấy mới chỉ dừng lại ý tưởng thôi. Nếu mà thực sự nó hay là chắc chắn là các hãng khác cũng sẽ học hỏi rất là nhanh. Bây giờ học hỏi nhanh không? Tao nghĩ là chắc là sẽ khoảng 5-2 năm sau khi là học hỏi hết được mà. Như cái hồi camera AI trên điện thoại ấy, đúng không? Khi mà một vài hãng Trung Quốc làm kiểu camera khi mà nhận diện được thể cây thì nó sẽ đổi từ màu xanh lên, rồi nhận diện thấy người thì đổi từ màu hồng. Nói chung là cái đấy thì cá nhân mình đều làm được, con người mình đều thực sự làm được, nhưng mà với AI thì nó sẽ làm một thứ nhanh hơn, và khi một hãng làm ok rồi thì tất cả hãng khác sẽ học theo. Chính xác. Khá là hay. Nhưng mà mỗi tội là không dám nhập về Việt Nam, tại vì sợ không bán được. Chán nhỉ, chả hiểu sao. Sợ không bán được chứ sao? Con này đẹp mà. Giá cao. Ừ thì cao, nhưng mà nó con này đẹp, thực sự đẹp mà. Có cái lần được trải nghiệm con này bản cũ rồi nhưng mà thực sự vẫn thấy là khá là ổn. Tại vì thị trường gaming Việt Nam bây giờ nó cũng rất là nhiều đối thủ, sôi động và rất là nhiều đối thủ ấy. Công nghệ mới thì ngày càng nhiều hơn. Asus thì đẻ gọi là mắn quá nhiều. Mắn đẻ. Đẻ như Samsung ngày xưa. Muốn cạnh tranh được vào thị trường Việt Nam bây giờ là phải có một sự cải tiến nhất định. Chứ còn không những cái con làng nhàng là khó. Đúng rồi, Asus thì khá là ổn. Mà điều đặc biệt một chỗ là người dùng Việt Nam bây giờ cũng gắt thế đấy. Gọi là cái hiểu biết về laptop cũng cải thiện lên rất là nhiều. Nói nôm na là gắt.
Kiểu gắt là kiểu ông không lừa được tôi đâu, ông nghĩ thuốc tôi khoảng, là dễ à. Khoảng tầm 3 năm trước nhá, nói thật. Tao nói thật luôn là 3 năm trước người dùng laptop tại thị trường Việt Nam là cứ à con này chơi game, kiểu ở trên website ghi à con này chơi game, à chơi game là ra mua con này về chơi game. Là kiểu là cứ ra ngoài mua i7U với cả i7U vẫn hơn i5 HQ đấy. Đại loại vậy, nói chung là bây giờ thì mọi người em mua Core i3 hay là mua không, em chỉ mua Core i7 thôi. Còn không biết là Core i7 gì. Thậm chí có những đứa hồi xưa tao còn đi học, những thằng bảo máy tao i7 tại sao tao render chậm hơn máy mày? Tại vì máy mày i7U. Thôi mày... nhưng mà đấy là câu chuyện của ba năm trước rồi. Bây giờ thì thực sự nó khác rồi. Thực sự cảm thấy thôi, xem những cái bài review ở bên nước ngoài ấy, thấy nó vẫn còn khá là sơ sài. Đây, nói chung là Asus và MSI cũng vậy. MSI, à hôm qua MSI, hóa ra MSI là hãng đầu tiên công bố RTX nhá. Khá là bất ngờ. Nói chung là hãng này không thay đổi gì nhiều, ngoài cái bản lề, bản lề là một điểm gọi là rất là công cộng. Nhưng mà hãng này tranh thủ lúc mà các hãng khác chưa làm gì bùng phát ra luôn RTX. Thế là thành hãng đầu tiên có RTX laptop. Cho dù chỉ hơn các ông khác khoảng 5-10 phút hoặc một vài tiếng. Khá là hay. Anh em nhìn cái bản lề của nó mới. Bản lề ở đây, nhưng mà tiếc một chỗ là nó mới chỉ bản lề ở trong con GS75 Stealth. Con GS65 thì sao lại không thay luôn nhỉ? Cũng chưa hiểu. Sao cũng không biết là có cải tiến hay không? Có lẽ sẽ cải tiến phần lõi. Nhưng mà nhìn cái bản lề vàng trông bất tử vãi đái. Nhưng nguyên một cục vàng như thế không biết như thế nào. Có khi anh em sau này hỏng máy thì đập bản lề ra mang đi bán. Chắc chắn hơn, đấy là điều dĩ nhiên rồi, nhưng mà không biết là nó có ảnh hưởng đến những cái phần khác không hay là... Đây, như con PS63 khá là đẹp. Đây, đẹp thật sự đẹp. Màu con này thì kiểu mỏng nhẹ. Con này chắc chắn là sẽ bị giới hạn rồi. Tại vì cũng khá là mỏng nhẹ như này. Nói chung là nãy giờ thì điểm qua được khá nhiều các hãng là cải tiến này nọ, có những hãng... Tất cả các hãng nhìn chung mà tao thấy là đều chiến thắng trong cái CS lần này. Không một hãng nào có một sự gì đó mà kiểu là tụt hoa hậu các hãng khác đúng không? Asus thì có quá nhiều sản phẩm luôn. Có những sản phẩm cực kỳ độc đáo như là Mothership. Dell thì cũng có những sản phẩm cực kỳ hay ho. Dell cũng có Alienware mới M17 mỏng nhẹ. Dell chơi lớn. Dell cũng làm lại dòng G7 và XPS cũng làm lại. Nói chung là cũng tức là các fan của hãng muốn gì các hãng làm được đúng như vậy. Em Asus muốn sản phẩm hay ho độc đáo hơn, fan Asus có. Dell muốn sản phẩm của họ tốt hơn, hoàn thiện những chi tiết tốt hơn thì Dell cũng làm vậy. MSI fan muốn bản lề tốt, bây giờ làm được bản lề tốt. Nhưng mà có một cái hãng thực sự tao thấy chả hiểu sao giờ này còn làm laptop, đó là Samsung. Thực sự luôn, không hiểu sao làm con này làm gì, có bán được không? Nhìn cổ lỗ sĩ nhở? Thiết kế trông chả ra đầu ở đâu. Nhưng mà con này có gì đặc biệt không? Cấu hình tất nhiên cấu hình nổi, nhưng mà trên thị trường thì có con này ai có ai mua không? Thực sự luôn, có ai mua không? Không ai mua. Xem giá của con này đã được công bố giá chưa? Chưa công bố giá. Nhưng mà cái cấu hình thiết kế thì xấu. Thiết kế thì trông không cân đối cho lắm. Nhưng mà nói chung là so với cái con bản trước của nó ấy, là cũng có sự khác biệt. Đây là viền mỏng hơn, vuông hơn. Nhưng mà con này theo bản trước là giá cũng khá là đắt đấy. Cái bản trước để mình lấy giá bản trước cho các bạn xem. Odyssey này, Samsung Odyssey. Nói chung là đắt phết đấy. Không biết là chắc là con này cũng không về thị trường Việt Nam đâu. Chắc chắn là không về Việt Nam, ở Mỹ còn khó bán thì về Việt Nam bán lại cho ai? Samsung Odyssey. Nhưng mà cũng có thể đây là những cái sản phẩm bước đầu của hãng. Anh nhầm. Họ cải tiến dần dần, Samsung đây. Cải tiến dần dần. 1.200 đô cho con này. Phiên bản năm ngoái, ôi trời ơi, phiên bản năm ngoái nhìn trông cái thiết kế này thì ai mà mê nổi. Cái touchpad này. Thực sự luôn tắc mắc. Nhưng này. Mà kể ra là cũng có sự cải tiến. Nếu mà so với chính nó ấy, thì cũng có sự cải tiến rất là nhiều. Đấy, anh em thấy không? Trong cuộc sống của chúng ta ấy, kiểu mình chỉ cần hơn bản thân mình ngày hôm hôm qua, ngày mai tốt hơn ngày hôm qua là thế là vui rồi. Đây, cảm đây một con i7, i7 thế hệ 7. GTX 1050, SSD 128, HDD và 1.200 đô. Thực sự luôn. Nói chung chắc là con này chắc chắn là sẽ không về Việt Nam. Về Việt Nam chắc chắn sẽ rất là khó bán. Về Việt Nam, con ở Việt Nam chắc phải 30 triệu. Thực sự cháy. Bạn Cao Chí Mai hỏi là có con nào mạnh này, đẹp này, build cứng như Razer Blade 15 này. Em làm rớt laptop mấy lần rồi mà xanh. Năm nay có con nào nhỉ? À có con G. Con gì? G7. Nhưng mà G7 vẫn hơi dày. Chắc là chỉ mua Alienware M15 ấy. Con Alienware M15 cũng sẽ dày nhưng mà build tốt. Build tốt. Nó Dell không bao giờ làm sản phẩm nào build tệ cả.
có tệ thì tệ những cái khác, chứ còn build thì tao thấy Dell khá là ưng. Đây, nói chung là cũng không hiểu tại sao ông ấy sợ Samsung vẫn tiếp tục làm laptop được. Thì ông thật sự nghỉ, ông nghỉ đi, tập trung vào điện thoại đi. Cũng còn xem còn sản phẩm được. Năm nay có hãng nào chưa ra laptop không? HP. HP có con mấy con ấy thôi, HP Omen X ấy. HP Omen X và HP con làm bằng da ấy. Nhưng mà kiểu chưa có con nào đánh mạnh đổi vào cái thị trường người dùng. Thay đổi thì chưa thấy nhiều. Trước năm trước HP có về Việt Nam dòng Pavilion Gaming, nó cũng cải tiến rất là nhiều so với thế hệ trước. Nhưng mà ở kiểu tầm trung hay là cao cấp các thứ là chưa có. Ok, đợi mình một xíu có khi. Đấy, ok. Đây là nói về cái điểm mà hôm nay mình thực sự mình mong muốn nhất đi. M15 chắc từ 30 triệu đổ lên. Đó chính là buổi tối nay sẽ làm AMD. Tối nay sẽ có sự kiện của AMD 12 giờ đêm nay theo giờ Việt Nam anh em nhá. 9 giờ theo giờ Mỹ thì là sẽ là 12 giờ theo giờ Việt Nam. Thực sự luôn, Ryzen 3 6x12 luồng. Đây, để mình là bật lại cái bảng mà ngày xưa mình đã làm trong một video để cho anh em thấy. Đêm nay là sẽ có những công bố rất là hoành tráng của AMD. Đây. Không biết là chip, chắc là chip 7 nanomet đấy nhỉ? 7 nanomet chắc chắn luôn, ra tiến trình mới Gen 2. IPC tăng 29% so với thế hệ đầu tiên. Chết nhầm, bấm nhầm link. Đâu nhỉ? À đây, CS. Anh em có câu hỏi gì ở đây không? Lúc đấy mải chém quá. Đây, thực sự CS, đây, có cái bảng đây. Bảng này anh em xem lại khá là nhiều trên các group ấy rồi. Thực sự luôn. Đây mới chỉ là i3, Ryzen 3. Còn đây, đây là bảng toàn bộ của Ryzen 7. Giá quá tốt. Tăng nhân, tăng luồng, tăng sức mạnh. Mà điện năng, quan trọng nhất là điện năng, không hề tăng. Giá tốt. 50W cho một con chip 6x12 luồng. Thế thì cũng chỉ hơn chip laptop có tí thôi mà. Gọi là nó tối ưu cũng rất là tốt. Đây là cũng cho anh em OC thoải mái luôn, vẫn là rất là mát. Thực sự quá là đỉnh. Còn Ryzen 7 3700X là cũng lên được tận 5GHz kìa. 5GHz, Turbo 1x. Nói chung là chắc là sẽ OC được khoảng 5GB. Tự tay OC tay thì chắc vẫn lên được. Đủ anh nhân thế thôi, có chắc là khoảng 4.8, 4.7. Nói chung là về các loại giá bán nó khá là rẻ. Anh em muốn build PC thì mình nghĩ rằng hiện tại thì... Sorry anh em, để bị che mất cái này của anh em. Để kéo nhỏ cái ô này lại để không bị che mất của anh em cái bảng như này. Ở thời hiện tại thì mình thấy là anh em nên mua build Ryzen chip mới ấy. Chip mới chứ không có chip cũ nhé. Chứ còn đợi Ice Lake thì rất là lâu. Hơi lâu. Thời buổi này nếu mà anh em từ bây giờ đến cuối năm mà có nhu cầu thì mình nghĩ là nên build Ryzen thế hệ 3000. Chứ còn cuối năm nó công bố Ice Lake xong rồi đợi một thời gian nó mới về Việt Nam. Rồi nó cuối năm công bố này cũng phải đến 2-3 tháng sau mới về được Việt Nam. Hy vọng rằng đêm nay AMD sẽ cho một cái gì đó nó thực sự bùng nổ để gọi là kiểu gọi là cứ cho dù là Intel cuối năm cho ra chip Ice Lake 10 nanomet đi. Nhưng mà sẽ kiếm được một loạt khách hàng từ tháng 1 đến tận tháng 12 luôn đúng không? Còn bao nhiêu thời gian cơ mà? Bao nhiêu thời gian từ bây giờ hãng đã có sản phẩm và bán ra rồi. Sẽ bán được rồi thì có rất còn nhiều thời gian để mà hãng có thể làm được như vậy. Bạn Lâm Lenovo i540 đâu? Con đấy nó cũng chẳng thay đổi gì đúng không? Thay đổi gì cả. Nó chỉ nâng cấp cấu hình thôi. Ok, sẽ bật cái scene này để ngồi xem đó anh em. Một xíu đọc xem anh em có vấn đề gì muốn trả lời thảo luận. Đúng rồi, bạn Lightning Gamer tiến trình càng thu nhỏ thì chip càng nhiều nhân và càng mạnh hơn. Càng thu nhỏ thì cái lượng điện năng tiêu thụ của nó được tối ưu hơn. Đấy, như các bạn thấy đấy, được lượng điện năng tiêu thụ cho con Ryzen 3 TDP chỉ có 50W. Tức là nó gần như là tương đương với cả laptop. Intel công bố Gen 10 đấy. Quan điểm của mình về Gen 10 của Intel thì thực sự là một con chip rất là tốt. Đây cái lần ra mắt Gen 10 này giống hệt với lần Intel ra mắt Gen 8, tức là từ Gen 7 lên Gen 8 và từ Gen 9 lên Gen 10 là một sự cải tiến quá vượt trội. Đã vỗ mặt vào AMD cũng như là người dùng.
Có thể ông vừa mua ngày hôm nay i9900K, nhưng mà ngày mai tôi sẽ ra mắt sản phẩm mới và ông sản phẩm của ông sẽ là sản phẩm cũ, không lên được chip mới, không được lên được main mới, thay hết. Rồi còn tin gì hot được không? Cũng khá là hay, cũng không còn xem gì nữa. Trong hôm nay thì nói chung là chúng mình sẽ chỉ cập nhật nhẹ cho anh nhẹ em nhẹ nhàng thôi, một cái cập nhật nhẹ nhàng cho anh em thôi. Còn đợi đêm nay AMD và sáng mai có tin gì hot nữa thì chúng ta lại tiếp tục buổi livestream tiếp theo nhá. Bây giờ sẽ trả lời xem một vài câu hỏi của anh em có gì không. Nếu mà anh em bây giờ có câu hỏi gì thì trao đổi cùng chúng mình nhá. Chúng ta hãy trao đổi khoảng về nhau khoảng tầm 5 đến 10 phút nữa. 10 phút khoảng đấy. Công nghệ chồng nhân đến từ Intel. Đây. Công nghệ chồng nhân đến từ Intel. Ta phải kiếm cho các bạn một cái ảnh. Mày cứ nói đi. Công nghệ này là được áp dụng tiến trình 10 nanomet đấy. Thì nó sẽ bình thường các con transistor nó xếp bằng phẳng như này, nó xếp dạt như này này. Thì đúng với cái tên của nó xếp chồng với nhau, thì thay vì xếp bằng như này nó sẽ chồng các lớp với nhau. Thì đây, lag field. Ở cái điểm lợi thế của cái này đó chính là chúng ta sẽ có một cái con chip nhỏ hơn. Có một cái chip nhỏ hơn, mainboard cũng nhỏ hơn để phù hợp với những chiếc laptop mỏng nhẹ. Và cấu hình của nó cũng sẽ, ở thời điểm hiện tại thì cấu hình của Intel nhắm đến nó chính là những chiếc laptop cấu hình yếu thôi, dân văn phòng thôi. Hoặc là những cái con kiểu Vivo Stick ấy, những cái con kiểu desktop nhỏ nhỏ để anh em có thể cắm vào màn hình phát là dùng được luôn ấy. Đấy, nó chỉ nhắm đến những cái đối tượng mỏng nhẹ thôi. Và với một cái mainboard nó thu nhỏ lại như thế thì chúng ta sẽ có thời lượng pin lớn hơn. Sẽ có rất là nhiều những cái lợi thế. Intel nó từ hôm qua đã nói rồi, Intel là một cái hãng mà công nghệ của họ có rất là nhiều. Quan trọng là họ có muốn đưa ra hay không thôi. Và muốn đưa ra nhiều thì phải cần những đối thủ như AMD. Chính xác. Đối thủ không phải là không làm mình yếu đi mà đối thủ làm mình mạnh lên. Mỗi cái lần chờ mỗi cái video M15. Mình cũng chờ. Cố. Nhớ so sánh M15 và Razer Blade 2018. Tùy khi là có sản phẩm. Và cũng tùy vào thị hiếu của anh em nữa. Ví dụ anh em thích xem nhiều thì chúng mình sẽ làm. Còn nếu mà kiểu ít người xem quá thì làm lại chả ai xem. Các anh em biết không, để làm được một cái nội dung nó không phải là kiểu ngồi phát nói bán dạng luôn đâu. Chúng mình sẽ phải trải qua những công đoạn test máy này, rồi xây dựng nội dung, lên idea, ý tưởng thứ. Một nội dung mình như bình thường mình làm đó cũng phải mất đến gần một ngày. Đấy là làm rất là kỹ theo tiêu chuẩn của ThinkView. Theo tiêu chuẩn của ThinkView là làm nội dung, mình hiện tại mình làm mất gần một ngày. Nó không phải đơn giản đâu. Vì thế anh em xem video thì nhớ subscribe cho chúng mình nhá. Nhớ sub với nha anh em nhá. Razer Blade Steel 13 inch gắn metro có dùng được ngon không? Việt Nam có tầm bao nhiêu? Vẫn dùng ngon. Ngon vẫn ngon mà. Giá khoảng ba mấy triệu, mà 30-33 triệu. Đêm nay có CPU thôi, đêm nay GPU chắc không ra mắt đâu. Làm một buổi thì chỉ làm một cái thôi chứ đừng làm nhiều quá, anh em khó lắm. Cho là sẽ công bố một cái gì đấy thôi, gọi là kiểu công bố trước công nghệ gì đấy thôi. Chứ cũng tức là thường nay chủ yếu là CPU thôi. Thường sẽ là chém gió về thị trường này nọ. Mất khoảng 30 phút rồi sự phát triển của Ryzen sau những năm qua, rồi hành trình phát triển của Ryzen này nọ, rồi bắt đầu đến cuối buổi one more thing sẽ là Ryzen series 3000. Ryzen kiểu đấy. 3000. Hóng chờ một dãy sản phẩm RGB của RG. RG thì để RGB nhiều mà. ghế RGB, ba lô RGB. Nhìn thiết kế của RG khá là bắt mắt. Nổi. Dễ nổi. Đây như anh em thấy trên bàn này. Con Zen Plus thì rõ nổi. Còn con này nó thiên về sự tinh tế, sang trọng. Chết, có tắt cái ảnh này đi cho anh. Đây chính là chiếc Surface Book 2 nhá. Đây của em Microsoft. Cái ROG Zephyrus S đèn đóm các kiểu hai bên. Cũng nhắc luôn với cả anh em là chúng mình ThinkView sắp tổ chức một cuộc thi ThinkView bình chọn 2018 để cho anh em có thể bình chọn laptop. Chúng mình sẽ có rất là chia ra rất là nhiều mục khác nhau để cho anh em vào đó có thể bình chọn ở trên website mạng xã hội công nghệ thinkview.vn. Phần quà rất là lớn và chúng mình dự định là sẽ tặng cho anh em hoặc là gear, hoặc là bàn phím chuột, hay là hoặc là laptop nếu mà anh em cảm thấy thích. Rồi anh em cứ phải tham gia nhiều vào thì quà mới to. Anh em mà tham gia nhiều vào có khi có đâu quà làm quà laptop cho người giải nhất đấy nhở. Căng. Apple cũng mấy hôm nay cũng không có gì. Apple thích thì tí nữa xem video tối nay về một sản phẩm laptop mới nhất của Apple. Chắc anh em tự đoán nhá. Bật mí là mới nhất của Apple laptop.
Nhưng mà nói đến Apple thì lại kiểu khả năng tối ưu phần cứng tốt. Phần mềm đủ tối ưu. Nó dùng con card 560X mà sử dụng được try hack được những cái tác vụ về mặt đồ họa, kiểu làm việc với bộ phần mềm Adobe. Chứ còn ví dụ như mấy chiếc con Asus Gamer ấy, mấy con mới ra hôm qua ấy, cũng sử dụng card đồ họa là 560X này, nhưng mà nó lại chỉ có giá là khoảng tầm 20 triệu thôi, khoảng 19-20 triệu dự định thế. Nhưng mà nó chỉ chơi được những game nhẹ thôi. Tặng luôn con T540P luôn. Đúng rồi, nếu tầm mà anh em tham gia nhiệt tình thì T540P chưa là gì. Hiện tại thì chúng mình chưa công bố chính xác phần quà là bao nhiêu. Nhưng mà đang theo cái nhu cầu của anh em xem thế nào, chứ ban tổ chức là cũng rất là muốn tặng cho anh em một món quà gì rất là to. Nói chung là cơ bản ấy, anh em cứ phải thể hiện nào là anh em thật nhiệt tình. Ít nhất là như cái sub này chẳng hạn, lên 100.000 sub đấy thì nhiệt tình của anh em thì bọn mình mới có động lực để đi tìm rồi đi làm cho anh em những cái phần quà hay ho này cho những cái chương trình tiếp theo. Đấy, những cơ bản nhất cái đầu tiên là 100.000 sub nhá anh em nhá. MacBook Pro 2019 nhá, sang năm. Line 4K cần cái hình mạnh không? Mạnh, cần rất là mạnh. Nói chung là line 4K thì về cơ bản thì hoặc là bạn đầu tiên chơi game 4K đã khó rồi đúng không? Thì line 4K là cần một thứ tương đối khác. Line 4K thì người ta sẽ phải làm thành hai dàn máy, một dàn máy line và một dàn máy để chơi. Theo các bạn có thể xem lại cái video về cái card trượt cạc để mình đã khá kỹ về rồi. Chơi game 4K bây giờ nó còn khó nữa rồi. Chơi game 4K phải RTX 2080 Ti mới cân bắt đầu mới đủ ổn ý. Thì chơi để livestream 4K thì đấy, hãy như trí tâm lê để lôi kéo mấy đứa bạn vô cho đủ 100.000 sắp. Tặng coi i9 nhưng mà anh em không có main anh em cũng mấy đấy. Đâu phải tặng lại đâu, anh em mình phải tính toán xem là tính toán cái phần mềm, cái món quà nào mà nó cả anh em cảm thấy thoải mái nhất và dùng anh em được dùng được để anh em luôn nhớ về chính thức. Lightning game tặng Titanic đi. Bây giờ tôi nói thật với ông, bây giờ tôi mà tặng Titanic cho anh em nữa, khối ông chả biết Titanic là gì. Anh em mua tặng với anh xong anh em lại bán đi thì nó làm gì? Anh em phải dùng để anh em luôn nhớ về tình view. Ôi, Việt Huỳnh 76 comment dài đấy. Mấy anh được làm à? Video về cách sử dụng laptop và cách sử dụng pin laptop 2018-2019 có quá nhiều một thông tin nên không phải tin ai. Bây giờ trông giờ tình view. Nói cách ngắn gọn là pin của laptop bây giờ nó rất là hiện xịn rồi, nó rất là hiện đại rồi, anh em cứ cắm vào mà chơi thôi, thế thôi. Chả bao giờ không phải lo về pin như trước kia đâu. Cứ cắm vào lo chơi, khi nào chơi game cắm vào thế là sao. MacBook Pro về miếng dán đen điện thoại mất rồi, con đấy bay mất rồi. Tặng chứ ai nói không, tặng thật luôn, có đâu anh em phải nhiệt tình. Có tặng mà. Theo anh em, theo anh màn 4K với tần số quét thì cái nào quan trọng hơn, tùy vào nhu cầu của anh em. Anh em chơi game, anh em làm gì? Với mình thì mình cần 4K vì mình cũng chả chơi game nhiều lắm. Chơi game mình vẫn chơi 60Hz là đủ rồi, mình không phải chơi hát lắm. Mà thực ra thì muốn chơi hát thì mà cũng chả có thời gian, xếp gì kinh quá. Tặng áo len ThinkView, mình cũng muốn có áo khoác ThinkView lắm. Lạnh quá, đi làm. Xong rồi mấy ngày ở bên Mỹ thời tiết lạnh lắm. Thời tiết ở bên Mỹ giờ này đã mưa rét lại còn buốt giống Hà Nội ấy chứ. Đang hiểu ống đây, đang ống đây. Ok, nếu mà anh em không hỏi gì nữa thì chúng ta nghỉ thôi nhỉ. Để xem sau ngày mai, sau sự kiện đêm nay của IMD thì bọn mình ai mà mình sẽ làm thêm một cái chương trình nữa tổng hợp cho anh em. Nha. Ồ đấy, tạo close up cho Thinh View, ok. Được. Anh em tạo nhiều vào nhá. Ok, MacBook Pro 2016 không có giá đấy đâu, không có giá dưới 25 triệu đâu. Không, tùy. Chắc phải 3 năm nữa. 13 inch, 25 triệu thôi mà. MacBook Pro, nếu mà... Tùy option. 13 inch. Option 15 inch mà thấp nhất có khi tầm loanh quanh được tầm 30 triệu thôi mà. Ui dồi ôi, tại sao lại bảo hỉ hay nhờ anh em vào hỏi thế? Họ nốt mấy câu trả lời đấy nhá. Tiền thưởng Tết như nào? Tiền thưởng Tết đây, anh em biết rồi đây. Mỗi anh em được một cuốn lịch. Nếu anh em không đạt được 100.000 sub thì mỗi anh em cầm một cuốn lịch mang về, nhận rồi hôm qua.
Còn nếu mà anh em nhận được 100.000 sub thì có lẽ là sẽ thay đổi. Có mua Mi AirPods Pro không? Mình thấy con đấy không thích lắm. Mình nói thật nhá, với tai nghe thì True Wireless mình có hai lựa chọn duy nhất, là một là Apple AirPods, hai là Momentum Sennheiser Momentum True Wireless, mà có Momentum thì 10 củ. Đeo không biết là có ra mắt thế hệ tiếp theo của AVK3418D không nhỉ? Để mai mình đột nhập vào Đeo, đang tiện ở Mỹ, okay. Mai mình đột nhập vào Đeo để thông hỏi thông tin cho anh em. Còn AVK đấy hồi mấy lần sự kiện của Đeo mình làm khá là ngon mà nhỉ? 10 triệu máy lạc AVK nhưng tôi nhẹ nhàng á. À mà đến tối nay mấy giờ nhỉ? 12 giờ đêm nay nhá. Anh em cứ theo dõi thông tin trong group tình viên friend và đặc biệt là trên trang chủ thinhbu.vn sẽ có rất nhiều thông tin cập nhật chuẩn xác cho anh em nhất. Ok, thôi bây giờ thì có lẽ phải chào anh em thôi nhá. Ok, bye anh em. À tối nay nhớ lên YouTube ThinkView để xem Thôi, làm trong group nhẹ nhàng thôi. Không, ThinkView đã để xem cái con Surface Book 2 với MacBook Air 2018. Ok, bye anh em. Bye bye.